Rồi bây giờ mô tả bệnh nè, mình tập khỏi bệnh luôn nha. Trong tất cả cái điều của cái phương pháp của mình á, như nói hồi sáng đó, cái khỏi bệnh là cái quan trọng nhất. Thấy vậy mà có nhiều người đụng cản rồi biết cách khỏi bệnh. Nói à, chị đau sao, anh đau sao mà mình biết cách khỏi bệnh, cho nên mình không chẩn bệnh đúng, chữa bệnh không được. Phải chẩn bệnh đúng thì chữa bệnh mới đúng được. Ok. Bây giờ cô mô tả cô đau như thế nào? Đau hai cổ. Hai cộng căn cổ phải không? Dạ, xuống tay. Xuống, dạ, đi. Xuống tay bên này. Dạ. Chỉ nhờ nó đang đau. À, nghĩa đang đau đó. Rồi. Dạ, ngủ tối thì tê cái tay bằng. Dạ. Ok, ngoài ra còn gì nữa? Ngoài cái cổ gáy nó bị khó chịu vậy còn gì nữa với tay? À, tại vì nó không biết có ảnh hưởng mắt không, nhưng mà tại vì hôm thứ hai thì đi chụp hình mắt thì bác sĩ nói là hai tuần sau là phải mổ lắm. Em sợ lắm, để tới giờ này. Ok. À, kêu là vừa cataract mà vừa glaucoma. Mắt là mổ gấp. Cái hôm không chịu mổ thì ông nói là bây giờ không mổ thì ráng chịu nha, nhưng mà về ông nói là khi nào thấy mắt đỏ thì phải vô cấp cứu viện liền. Thì nói chung là đi ra nắng thì nó sẽ bị đỏ đây. Mà vẫn để cái thị lực con nhìn lên hả? Rất là rõ. Ok. Chỉ có là nhìn vậy thôi. Rồi bây giờ nè, bây giờ cô thẳng người nè, nghiêng cái cổ nè, nghiêng cổ nè, cúi xuống nè, ngửa ra nè, bốn cái thế đó cái thế nào cô đau nhất? Thì cứ làm đi. Đó rõ không? Ok. Đó. Cũng vô này phải không? À. Giờ bỏ chân đây. Cái giấy là thầy cô ấy cô đưa đi. Giờ lao những cái chân cho thầy. Lao hết bằng kia. Mình lấy cổ chân làm cổ gáy. Mình này gọi này là cổ chân phải không? Đúng không? À. Thì cổ chân đồng với cổ gáy. Bây giờ mình làm thử nè ha. Cái nãy nói đó, cái theo tiếng ngón của ngón thứ tư và nguyến thứ năm, cái ranh từ ngoài đi vô, đụng cái đường tiếp tiến ngang với mắt cá ngoài, vị trí đó là cái điểm để chữa. Cái gì nắm được vấn đề chưa? Không được không? Ok, cảm ơn. Rồi. Nhận ra được rồi không? Có ai mà chưa thấy cái điểm này không? Bên đây ngó bên đây nè. Vị trí từ tuyến ngón thứ tư và ngón thứ năm đi thẳng vào đụng tiếp tuyến ngoài với mắt cá. Hay nha. Ok, bây giờ bên này dai này đau ha. Giờ mình thử. Mình đặt cái này nè, luôn luôn là ngón tay cái dẫn lên. Không bao giờ dùng giày hết. Dùng giày cũng không được á, nó tày da. Giờ mình gần thử nè nè ha. Chỗ nào cô đau cô nói. Đau chưa? Đau ha. Giờ bây giờ mình biết chỗ này đau rồi phải không? Quý vị thấy tôi dùng cái lực mạnh hay nhẹ? Ok, tôi giữ vị trí đó tôi bỏ ha, tôi đưa ra ngoài này nha. Dùng hết sức á, có phản ứng không? Không. Không. Bây giờ nhích qua bên này ha. Cũng không phải không? Bây giờ trở lại cái điểm đó để xác minh nè. Chỗ nào đau nhiều nhất? Đau nhiều nhất phải không? Như vậy chắc chưa? Dạ, chắc rồi phải không? Chưa đủ. Bây giờ ngưng ra để cho người ta bình tĩnh, người ta tập trung với mình nè. Ok, giờ trả lời lại một cái điểm cực đau nha. Trong khi thầy nắng nhè, chỗ nào đau nói, đưa thầy. Đau chưa? Đau rồi phải không? Đó. À, ok, là như vậy là hợp tác rồi đó. Bây giờ lắng nghe cái chỗ mà cứng cái dây hồi nãy đó. Trong lúc đó thầy đè nhẹ tiếp tục ở đây. Cái chỗ đó nó có cảm giác gì nói thì nghe. Cái cảm giác khi đè cái niêm đau này, cái cảm giác nó là sao? Hả? Kỳ. Nó mất tiêu rồi. Ồ, nó mất tiêu rồi. Đau rồi đấy. Đau thì có hả? Cho nên quý vị không có thể ngờ rằng. Dạ, mà đúng cái chỗ đó. Đó, đúng rồi. Mà hết đau. Gọi điện đó ha. Cái chỗ này ha, nó chỉ cần nhích lên một chút xíu nữa thôi. Nó làm cho cái lỗ mũi bị nghẹt và tắc nguồn luôn. Đó đó. Cái này để em rửa đây, nó đau chỗ đây nè. Giờ hết rồi hả? Nó không bị nghẹt, tắc nguồn đó. Nhích lên chút.
từ từ sẽ chỉ sao. 2 giờ hết rồi hả? Không chưa? Hay quá. Rồi bây giờ gì? Mình cứ kéo ngón chân để ra nói nè, ha. Cái này cũng là cổ mà cổ ở dạng bự, đúng không? Cái này cũng là cổ mà cổ ở dạng nhỏ. Tức là bao giờ cũng vậy, cái dòng nước nó không biết từ đâu trong không gian, sau khi nó thành mưa nó tuôn xuống ra nguồn, rồi nó đổ ra sông, từ suối ra sông, sông ra suối ra tới cửa biển, thì ta có nhiệm vụ đưa cái bệnh đó từ trong ra ngoài. Mà cái bệnh đó trong ra ngoài cũng theo cái luật đồng ứng đó, là cổ này đồng với cổ này. Ở đây là đầu, thì ở dưới này mắt thứ hai phải là cổ, phải không? À, giờ mình thử nha. Dây ông bà cho đừng có gãy ghế. Để con xuống hình như cho thầy ngồi cái thầy ngồi cái ghế. Được rồi, đừng có khách sáo, ok. Nè, cũng vuốt cái này ha. Vuốt thử nè, từ ngoài vô phải không? Quý vị thấy không? Không phản ứng. Đúng không? Vô giữa nè, tức là từ góc móng bên đây qua góc móng bên kia ta chia làm ba len. Vô giữa nè ha. Cũng không đau phải không? Vuốt ba cái thôi mà không đau là bỏ. Giờ cạnh trong nè. Khi mà vuốt cái ngón cái móng phải cong lại hả thầy? Hả? Khi mà vuốt cái móng phải cong xuống. Cái móng mình cong chứ không phải móng người ta cong. Cái nhưng móng mà... của người ta cụp mà móng mình cong. Mình phải bẻ ngón xuống á thầy, ngón xuống. Thì mình bẻ xuống vậy đang cái lực của mình không dùng nhiều. Còn mình không bẻ xuống nó mình dùng cái lực mạnh lắm. Mà đâu khi tài người ta. Hiểu không? Cái này nó giống như bởi vì võ thuật và y học đi liền mà nó nương cái thế để nó đi. Chứ nó không có dùng cái sức mạnh. Cái ý đạo của Đông Phương nó khác Tây Phương ở chỗ đó. Luôn luôn là dùng cái ý mà cái ý nó thành là cái lực. Chứ không có dùng sức. Mà lại nè ha. Không thấy đâu, vô giữa nè. Không thấy đâu, giờ qua bên cạnh nè. Đâu thầy? Thấy à? Tôi không cần ngó, tôi cũng biết đau. Do vậy khi bắt đầu cái đau rồi cái gì? Ta vuốt trên cái điểm đau nó 7 lần. Cái điểm đau đó nó tiềm ẩn. Dạ. Tay em gắn micro. À, Di Đà Phật. Rồi. Alo. Rồi. Như vậy mình vuốt tiếng vô đó ha. Mình vuốt nè. Cảm giác cái này cái cổ bây giờ nên sao? Thì luôn thấy. Chứ là cảm thấy thoải mái phải không? Không thấy luôn. Từ sáng giờ bẹo được. Từ sáng giờ bẹo vậy, giờ bẹo được chưa? Dạ được. Đó, thì chỉ tay cối có hai chữ thoải mái chịu nói. Mất tiêu luôn. Tay nó là niệm đau nó mất tiêu luôn. Cái chuyện đó là cái chuyện mình cầu xin duyên phước. Nhưng mình chỉ cầu ở đây là mình bớt 50-60% thôi. Hiểu không? Tức là chứng tỏ cho thấy rằng là người thật việc thật. Mình không có kêu bằng ấy gì hết. Ok. Ok, rồi bây giờ sau đó xong rồi gì? Nếu cái tay bị tê ha, như cái tay này bị tê ha. Ok, giờ đang vuốt nè. Sắp, sắp là dương. Sắp là dương. Đưa cái khí trời từ ngoài đi vô để nuôi. Nghe chưa? Vận động xong, đẩy từ trong ra ngoài là ngửa. Giờ mình vuốt nè, vuốt bên đây luôn nha, tại cái dây bên đây cứng mà. Quý vị coi vuốt nè ha, cũng vậy nè nha. Quý vị thấy không, không phản ứng. Đau lắm thầy. Ừ, đau phải không, cái này nè. Đau này lâu. Cái đau này lâu hả, đó, thì đó. Thì bởi vậy cái gáy nó tồn tại cho đó là huyệt tam viên lạc đó. Tức là nó cách cái mắt cá này khoảng 3 ngón tay. Ha, nè. Đau lắm phải không? Rồi. Khi bởi vậy lý do nó mà nó tồn tại nó làm tê tay mình chà đây đâu cái gì. Ok mình vuốt 7 lần. Bây giờ lên cái đoạn thứ hai là thầy nói đó là khúc trì thượng, khúc trì hạ và khúc trì ở giữa nè. Bây giờ mình thử đi nha. Nếu quý vị quan sát tinh tường á, quý vị sẽ thấy nó có cái tàn nhang lạ lắm đây nè. Nó có cái đốm nhẹ nó báo chơi vậy đó, tức là nó bệnh nó tự nó chữa chỗ đó mà mình không biết. Giờ mình thử nè. Giật khá không? Mà thử coi nha, mày lỏng cái này nha, coi nó giật đúng con giữa không nha. Thì như vậy là mình sạc từ cái điểm này nè, lên đây.
khi mình vuốt như vậy đó, ha, xong ngửa từ từ trong ra ngoài, đây nè, cái chỗ cái khớp này nè, cũng đúng cái chỗ nãy rồi, không thuộc, để ý nha, coi nó đau cho tới đụng cái, nó nhảy dựng ra được tới cái ngón út không, đó. Đó. Đó, mình vuốt cho nó ha. Rồi, sau đó mình vuốt từ ở trong này ra các kẽ nè. Đây. Trên cái gò của bàn tay đó, cái chỗ đoạn này là dai. Cái đoạn này là nách. Cái đoạn này là chân cổ. Tưởng tượng được không? Được ha, thì mình cứ vuốt nè, cái chỗ bụng cá nè. Ha, vuốt cho nè. Có đau không? Không đau lắm phải không? Đau lắm ha. Rồi mình vuốt cái này ra để mình ngừa tim nè. Nếu mình làm cho mình á thì ở trong về nè mình đuổi ra. Hiểu không? Mình vuốt về ra nè. Hiểu không? Nó vuốt ra vậy. Vuốt tiếp nè. Xong mình áp dụng công thức 4-1-3-2-5, 4 là ngón tam thiêu. Kéo ra. Cái kéo ra. Giữa là số 3 kéo ra, 2 là ngón trỏ kéo ra, ngón út thứ 5. Rồi bây giờ mô tả từ phía bên đây và cái tay bây giờ thế nào. Dạ. Dạ. Tức là xuống núi được rồi phải không? Nhưng mà không biết sao là thầy làm bên này mà cái tay đau bên này con nó hết. Ủa, thì tôi nói mà, đâu bên đây tôi giữ bên kia mà. Cho nên tôi bảo đảm 100% là không có ai đổ thừa mình làm sai phép được hết á. Này cho thầy em nằm bên đây thầy giữ thì thầy nói hồi sáng đó, bên này con bên kia. Được không? Mà nếu mà mình thấy nó còn chút đỉnh nữa thì mình xoay ngược lại bên đây giống vậy thì nó sẽ hết. Thì hiện giờ mình chỉ làm một cánh tay bên đây thôi mà cánh tay bên đây hết. Đó, giờ nắm được chưa? Rồi ha. Rồi vị thứ hai bước lên đài. Rồi cái gì thực cảm ơn. Rồi vị nào nữa? Cũng hai căn gáy hả? Cái xương xương cổ vậy. Xương cổ làm sao? Cái xương này nó làm như nó làm. Quay qua quay lại đâu? Cái lát cắt tôi không tính à, cái vụ nó khô dầu không có tính được. Cái lát cắt mà nó đau, nó ngượng á mới chịu. Rồi, đưa chân lên đây, lao đi. Bao nào? Con ngày hôm qua. Con đến không có nói đùa chơi chứ còn hay chưa lao thì lao, còn lao rồi thôi. Cho nó lẹ. Rồi, lao chân kia luôn. Mình là con nhà khoa ha. Rồi giờ lắng nghe, ai mà chưa thấy đứng góc bên đây nè, bây giờ thử ha, giữa ngón thứ tư và thứ năm từ ngoài vô đúng không, giờ mình đặt ngón tay cũng vậy nè ha, có chỗ nào đau không? Hơi hơi bây giờ thuận tay chút xíu này, đau cái này đau hơn ha, đi hồi đó có té đau ha, té cái mắt cá cái này. Chuyện nó té tôi không có lấy đụng gì hết á, thì kệ nó, bây giờ đây nè cứ bình tĩnh, không thấy đau phải không, không thấy đau phải không, mà đụng nhẹ chỗ này đau phải không, thấy chưa? Rồi bây giờ tới phiên chị thực tập, bị nắm cái tay vậy lòi một cái khu lẳng ra thôi, chị ấn cái nhọn này vô cái điểm đau mà tôi mới vừa làm. Tìm ra được điểm đau đó chưa? Nè, nắng nắng vậy đi, thử đi. Nắng đè mạnh đi. Không có đè nữa, không đè mạnh nè. Ta đụng nhẹ. Có chưa? Gặp điểm đau rồi phải không? Vừa đâu ok, buông tay ra. Xác định chính xác là đây phải không? Ok, đè lần nữa. Đè thôi nha, chưa có đụng gì hết á. Ok, nghĩ về cái dây. Vừa đè vừa nghĩ về cái liên tưởng tới cái dây và xoáy mạnh từ ở ngoài vô trong giống như mình khoan con vít vô tường á, đi từ 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 cản tới sau.
đúng bên cái điểm đau đó. Dạ nghe được chưa? Rồi buông 7 cái thôi, đừng làm nhiều. Nghe thử ra. Chưa thấy được mấy không? Rồi tại mình làm đúng á. Nè. Bây giờ rồi lắng nghe đi. Nè, thử nè. Hả? Sao? Đau đây nhiều. Đau đây nhiều nhưng tôi hỏi đau ở đây để tôi ăn dưới này để tôi giải quyết cho nó. Bây giờ cần lắng nghe cho nó như thế nào. Đỡ phải không? Như vậy là discount á nha, 7 cái mà làm có 4 cái thôi đó mà bớt á. Còn mà tính sòng phẳng là khác à. Bây giờ qua đây nè, sòng phẳng nè, tự thực tập bên đây đi. Ráng đừng có cho cái móng chạm vô, lấy cái nắc hồ này thôi. Đó. Đụng cái điểm đau chưa? Chưa phải không? Đây nè. Dễ lắm. Đó. Sao kỳ vậy ta? Nó sợ tôi hay sao lại? Đang dày vậy thầy. Đè nhẹ vậy nè, đó. Rồi đè đi. Cái quan trọng là vậy thôi, cái kỹ thuật của quý vị cứ nhìn riết quý vị xem ngoan, đừng có sợ trật nha. Quý vị cứ nghe tâm lý mà mấy thằng mà nó nói trong phim làm trưởng á, coi chừng trật quyệt. Cái này trật không có sao hết trơn. Trật là nó không quất. Nó không quất thôi. Tại vì ngoài da không à. Mình nó trúng cái thần kinh là tự nhiên nó rung, nó sẽ làm chuyện đi. Đừng có sợ. Rồi buông. Nghe cái da. Phải có lý phải không? Chỉ cần có lý là mình mở Phật Hà Si được rồi. Ủa chứ thành thử cho nó hai lần đó, giờ mình kéo ra nè, tới ngón này nè phải không? Mình tính cái chuyện cao huyết áp và cổ gáy, mình cũng đây là xuống nè ha. Nhưng mà nhớ mình phải gài về đó, gài về là đúng điệu đó. Mà thầy, chứ không có cao huyết áp. Thì kệ nó, và mà tôi khám vô huyết áp thấp cũng được đó. Ha, không biết giờ này. Thấp cao gì cũng được. Đó, đây này vuốt như vậy, không thấy đau phải không? Vuốt vô giữa nè, cũng không hơi đau. Hơi đau là lát nữa tôi sẽ nói cái chứng đó cho nghe là sao đau đó. Không đau phải không? Cái vị này á, vị có thường bị nhức cái đợt tiết đoạn từ đầu gối cho tới cái đùi không? Dở chân về không nổi nè, có không? Nhức từ cái khoảng này lên đây là mỏi á, cái tiết đoạn. À, đúng không? Okay. Rồi bây giờ cái này cũng vậy nha. Không thấy đau phải không? Vô giữa nè. Vô nè, ha, như vậy trở lại bên đây bị. Giờ mình làm thử cái này coi, thử cái mông nó đỡ ê không, ha. Không thấy ha. Đó, đau, 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 ha. Đó, đau, đó là đau nhiều á. Đau nhiều quá. Nó nhăn mình đó. Thử đi, thử cái mông ấy. Thử đó, giờ em giờ thầy vuốt vậy đó, giờ cái chỗ đó nó làm sao? Phải đứng dậy. Phải đứng à. Đỡ không? Như vậy là quý vị thấy lờ hay lỗ? Dạ lờ. Có hai quyệt à, mà giải quyết gáy, quay dây, rồi đi qua giải quyết cái mông. Sao cái chân này đau cái chân này? Thì bởi vậy cho nên cái não của vị nó để cái tín hiệu ở đó. Mày phải chữa nó cho nó, tao bao nhiêu nhất cho nó. Mà mình không biết, cho nên tôi biết tôi mới chữa bên đây. Tôi vuốt bên kia gì không đau mà. Mà cái không đau hoặc là cái không ứng. Hiểu không? Đồng mà ứng thì dụng. Đồng mà không ứng là không dụng. Đồng mà không ứng có nghĩa là dị ứng. Nó khác, nó không có vô. Mà nó vô là nó đáp ứng như vậy. Mình làm. Ok, rồi đưa lên tay. Nếu mà ở nhà con tị trữ tự kỷ đó thì con phải trà theo cái thế từ đây ra chứ đâu. Đây nè, đây vô được chứ cô. Đây nè, con đánh gì con kéo nè. Trời ơi, nó dễ còn hơn nấu cơm nữa. Nấu cơm còn phải dỡ thùng gạo ra lấy gạo vô. Còn này kia thì muốt thì trúng à. Đúng không? Đó. À cái này là xây, cái này là xây. Nắm phải muốn xây cái chân á, là phải nắm vậy nè, bẻ chân nè. Giờ nếu mà đau đầu gối không? Đây nè, bẻ như vậy nè. Nè, nắm này nè. Đau cái cổ cũng làm được. Đó, cũng được nữa. Quay quay. Đó, thì quay quay đó. Tối như khi ngủ đặt sáng vậy. Đó. Đó.
thì bởi vậy hồi nãy nói là không có. Bởi vậy đó, bây giờ phải phê hơn không? Đó, vậy đó. Rồi, bây giờ thấy cái tay phải không? Cái tay cũng vậy nè. À, bên đây thế thì cũng vậy, mình làm ngược lên bên đây vậy đó. Tức là luôn luôn các thế tam tài, tức là chân, tay và đầu, gọi là thiên địa nhân, thì nó kết hợp cái đó. Tuy nó ứng vào sinh nguyệt, nhưng mà ta không chọn một nguyệt đó, ta làm hoài đau người bệnh, mà phải kết hợp tam tài, thì nó sẽ đã thông hết xuống huyết. Rồi, nắm tay nhẹ nhẹ lại, để bình thường nha, lỏng nha, vuốt nè. Thấy giật không? Bây giờ quý vị muốn biết xác minh nó đúng hay sai nè, ha, buông tay. Cái chỗ này là dễ đau nhất mà nè. Cũng đau mà vô tới chỗ này chịu nổi nè. Đau. À, bây giờ mình tiếp cái đoạn thứ hai là đây cũng giống vậy nè ha. Đụng vô con ngón giữa giật không? Xác định từ chỗ đó vuốt lên. Không đau như thế này. Rồi sau đó cũng vậy, bóp từ trong này ra, vuốt cái chỗ này. Đau ha. Rồi bây giờ ủi đi, bỏ này xuống, ủi đi. Tay này ủi tay này, tay này dẫn ra, thẳng ra. Ủi nè, ủi từ trong ra nè. Một kẻ nào đau, ta chọn kẻ đó. Kẻ nào đau, ta chà trên kẻ đó. Gò nào đau, ta vuốt trên gò đó. Không chưa? Đặc biệt á, cái nói hồi sáng á, là cái vai nằm ở đây nè. Để ý nha, cái vai thứ nhất nè. Đau thấy không? Cái vai thứ hai nè. Đau thấy không? Và cái vai thứ ba vô giữa nha. Đó, cho nên khắp khớp nhiều nặng hay không là ở chỗ này. Năm cái vai này đều bị hết. Năm cái thần kinh nó liên hệ tới khớp vai bị hết. Sau đó mình kéo này ra nè. Đừng không sao quá, không có xúc đâu, xúc tôi gắn lại cho. 4 1 3 2 5. Rồi thử cái tay này lại. Coi nó còn tê không? Thôi bây giờ sau đi làm này xong mới cảm giác tay bên đây sao? Hả? Cũng không có gì hết, cảm thấy thoải mái phải không? Ờ, thì đó, bây giờ về nhà chị làm một lần, tôi làm một lần. Tôi làm cho chị xong bên tay này, tối nay chị về làm tiếp tay này. Cứ 3 tiếng họ làm lần vậy. Cái tay này tê mà vẫn làm tay bên đây. Muốn làm bên đây cũng được, nhưng mà chị về chị làm thêm bên đây, làm cho chị quen. Thấy không? Đấy. Ừ, thì đó, là do từ cái hệ thống cổ nó vậy đó. Đúng được chưa? Rồi. Lên đây. Tôi cứ giật một bài này hoài làm cho nó mới nhớ được mà. Là khi ra tù á, tôi nghe cái câu này tôi khó chịu lắm. Câu gì không mấy giống câu này đâu, mà nó ý vậy đó. Bồ Tát làm như không làm. Bồ Tát làm mà không cầu hưởng. Tôi nói trời ơi, tu vậy tu chi trời. Làm mà không hưởng, hưởng là làm chi. Quá ra đó, đến khi mình làm được cái này đó, mình mới thấy rõ sự nguyên tố, nguyên tắc bảo tồn năng lượng. Khi cái tâm của người vị thật sự là cái tâm từ thật sự đó, vị làm nó không có mệt. Mà cái hạnh phúc nó đưa tới một cách rõ ràng mà không bao giờ quý vị cưỡng, quý vị muốn gì hết á. Mà cái hạnh phúc nó vẫn có. Vì lý do đó mà tại sao mọi sinh linh Đức Phật cho là đồng đẳng với nhau. Con gà nó không thể quýnh nổi cái con thú. Vậy mà khi ta thấy bóng dáng con cú, nó vẫn xè cánh để nó bảo vệ con nó. Mà khi nó đánh nhau chắc chắn nó chết, đúng không? Như vậy có phải cái tâm từ nó xuất phát là lòng dũng cảm không? Cho nên ta tu mà ta không được đại nguyện á, mọi chuyện bất thành. Cho nên tất cả các đại Bồ Tát hiện tại thế gian này á, mà toàn làm những cái chuyện mà người đời không ngờ nổi. Như Đức Địa Tạng Ngài nói, mà địa ngục mà hết rồi chứ Ngài mới thành Phật, cái chuyện nó vô lý không?
thế gian không làm nổi, chứ đừng có nói làm Phật. Thì do vậy cho nên nếu ta học từ những cái hạnh đó đó, thì ta sẽ thấy cái nguyên tắc bảo tồn năng lượng này rất đúng. Cái ta, người ta đang khổ, mình đem đến cho người ta một cái vui, cái năng lượng đó nó có liền. Cho nên không bao giờ thấy mệt. Cho nên bởi vậy tôi mới bị mang tiếng là thằng khùng, chữa hoài người ta ôm hoài. Cho nên bây giờ khôn rồi, đi dạy người ta chữa bệnh, đừng có ôm người ta chữa nữa. Thì cái năng lượng nó mới còn chứ, giữ hoài nó mất, hiểu không? Rồi, xong em. Ok, merci beaucoup. Chiếc tay đi u gì mà rỗi. Ok, rồi bên đây bị phải không? Quay qua, quay lại. Rồi bây giờ đó thì cũng ngon nữa nè. Đây vô. Thử nha. Thấy mắt cá chỗ này không? Cái mắt cá chỗ này nó gần cái vùng đỉnh tai nè, nó có cái cục sọ nè. Ha. Nè, đè vô thử nha. Không thấy đau phải không? Đau. Rồi đi lên chút nữa. Ít hơn. Thì thằng nào đó nhìn nhất lấy nữa. Rồi, nghe đi. Giờ lấy ra để nghe nè, nghe cái ghế á. Rồi bắt đầu xoa nè. Chút này đau. Thì nó đau, kệ nó. Xong rồi đâu có làm gì đâu. Nghe thử cho nó coi về sao. Hả? Hết thiệt không? Quay qua không thấy đau. Ok, thì... nhưng mà không quay qua đây là không. Thì đó, bây giờ đang hành chính bên đây. Khai sao tôi nhận vậy mà. Nè, nè ngó, ngó tay nè ha. Không thấy đau phải không? Ha, mình phải tìm á. Đau. Đó. Đau. 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 Thử, thử cái da bên kia. Hết rồi phải không? Mấy người nhát vậy chứ là nhảy lắm. Rồi bây giờ mình đưa vô đây. Giờ đưa đây phải không? Đây đây. Nè cũng vậy nè phải không? Bởi tôi chỉ cái bài này mà mấy gì không thuộc nữa tôi chịu thua luôn á. Nó dễ còn ăn cơm nữa. Thế là vuốt bên ngoài vô nè. Không thấy đau phải không? Vô giữa nè. Đau. Đau mà ít phải không? Bây giờ bên cạnh nè. Mày cũng vậy ha, không thấy đau phải không? Vô giữa phải không? Bây giờ bên cạnh nè. Đó. Rồi giờ nghe toàn bộ. Tìm ra hung thủ rồi ha. Hết rồi. Hết rồi phải không? Nhưng mà mấy con tay anh em. Hả? Thường thường ở nhà lâu lâu mấy con tay con cây. À mới đây đây sau khi làm này sống gì? Vậy hả? À thì kéo cái này á. Này. Từ từ nha. À, mấy đầu ngón tay con tê chưa chưa từ từ đầu ngón tay mà tê đó thì là đầu ngón tay mình nói là đầu nhưng nó là cái cửa tiếp xúc giữa con người và vũ trụ, nó vẫn là cửa sông, tức là giữa trong và ngoài không tương quan với nhau. Thì mình lựa cái khớp chính của nó ở trong này, nó đại diện cho năm cái thằng này nhập vô đây nè, đúng không? Mình lấy cái cổ tay này mình vuốt thử nha, coi thử coi nó bật ngón cái không, bật không, bật không? Không hả? Sao tôi thấy nó nhảy? Thì mình vuốt, mình tạt từ chỗ đó lên 7 cái. 2, 3, thôi đi cao. Rồi này, vô. Không thấy đau phải không? Thì vô cái extended elbow nói nè. Ngó ngón tay nha, giật ngón nào tôi không biết à. Giật ngón giữa. Vuốt từ dưới lên. Tức là cái đó để chừa ngón giữa hả thầy? Nó giật ngón nào là vuốt chừa ngón đó. Thí dụ nó còn một màn khác nữa. Bây giờ cứ biết như vậy đi. Học tới đâu hay tới đó. Nhiều mà. Sau khi thầy làm thì mấy ngón này nó tê vậy? Đúng. Bởi vậy cho nên nó mới gọi là phục hồi cảm giác. Còn cái giai đoạn mà chưa làm nó nằm. Nó nằm ra cho nên mình không control nó được. Còn bây giờ đụng đây nghe tê là mừng rồi. Đúng không? Mình cứ vuốt tiếp ra nè. Cảm ơn sư phụ. Vuốt giống vậy đó. À, hoặc là vuốt vậy. Vuốt vậy. Gò. Rồi kẽ. Rồi gò. Ghẻ. Rồi gò. Chỗ nào đau. Mình tính chỗ đó. Thường đặc biệt chỗ này. Rồi đau. Dạ đau. Rồi. Trở lại. 4. 1. 3. 2. 5. Rồi coi thử. 4. 1. 3. 2. Còn tê không? Hết rồi. Hết rồi.
Hết thiệt không? Dạ. Giờ qua tay này phải không? Dạ. Mấy cái ngón này tay. Cái này nó phải nói thư ký là nó tính thêm tiền nha. Người ta làm có một cánh được hai cái này là phải làm hai cánh lên. Đây lỏng này ha, nước này nè, cũng vậy nè. Coi nó bật không? Đừng gồng ha. Đau. Đó, quá à. Rồi. Vuốt tiếp. Nó làm kỹ hơn á, bóp cái nách kia. Chà thêm nách này. Thấy. Đó. Thao chưa? Dạ, tê chưa? Tê ha. Dạ tê tê. Tê tới ngón là cứng. Tê mấy ngón này nè. Ok, cảm giác phục hồi rồi. Tôi nói thật với quý vị, tôi lặn lội trong cái ngành y này mấy chục năm. Cái chứng tê tay này đó, tay y 10 ca là thua đủ 9 ca chứ không được. Toàn là mổ không à. Cho nên mình làm được cái này nó đỡ lắm. Thầy thầy biết phải tay còi súng cũng làm kiểu này hả thầy? Tay còi súng cũng làm kiểu này nhưng mà khác một chút. Dạ. Tại sao gọi là tay còi súng? Này là thêm một người biết cách gỡ nữa. Nó giống như mình bóp cái còi súng à. Thành thử như nó đau ngón trỏ mới gọi là tay cò súng. Dạ. Còn đau ngón giữa mà co vô cụp ra không được á, gọi là ngón tay bữa củi. Dạ. Con bẻ củi á. Dạ. Bỏ xuống nhảy cạch 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 á. Dạ. Ok. Đó là hai khác nhau. Vuốt cái này, vuốt cái này, vuốt cái kẻ, vuốt cái gò, vuốt cái kẻ, vuốt cái gò giống vậy luôn. Rồi đó, 4, 1, 3, 5, 3, 2, 5, 2, 5, rồi thử rồi sao? Nó hơi số cũ. 3, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6. Nhưng mà không phải chữa một lần mà hết gì vậy là hết luôn nha. Phải về nhà làm. Một ngày ba thời, công phu đầy đủ, sáng trưa chiều. Rồi, ở dưới là Phật. Rồi, dưới nào cái tiếp. Nãy giờ mà chơi vậy mà chưa thuộc bài là... Nó đau đây. À. Thì xây qua bên đây sao? Xây đây thì nó không có đau nhiều. Nhưng mà xây bên đây... Vị này nó hơi nghịch chút xíu đó, ok, rồi đưa tay đây. Nhưng mà sao? Sát với đau thần cơn tọa, thầy đau mông thầy, hai cái mông với lại ở dưới cái bắp chuối này. Sáng ngủ dậy nhiều khi đau. Tối thì... trần được có đắp mền không? Là không trần được. Cho nên bởi vì chân nó lạnh, sáng là nó dễ bị bẻ lắm. Không phải dùng bẻ thì nó đau nó mỏi giống như mình okay, đi mỏi đây ha. Okay. Mình đi marathon mình chạy marathon 5-6 km vậy hả à nó gọi là đau chân bắp chuối à sổ bắp chuối đó đau chân mỏi rã ok muốn giải quyết nhiều đôi chân mỏi rã phải không giờ cũng có liên quan gì có chứ không có gì mà không có liên quan chuyện bên đây là bên đây mà mắc mới vừa bên Việt Nam nó mới vừa khóc một tiếng rồi mình gửi tiền về không có thực tế nó có liên quan mà bây giờ nó nè hầu ngay nó có hết á à. Ngay đây tại đây đây nha thử giống vậy nè thứ tư thứ năm nè ha giờ thử vô đây ha không thấy đâu đau thiệt đau ha đau giờ nghe cái cổ tức là lắng nghe đó lắng nghe cái suy nghĩ về cái cổ nó có cái gì bắt đầu đắng nè nó một cách bình thường đừng nghiễm nhịn bên đừng ngó ngay về trước nè nó suy nghĩ thôi đâu cần ngó nha ok đau không đau thiệt giờ sao nó đau thì kệ nó đau thì kệ nó mà cái cổ cái điểm đau đó tuần này đau nó nhẹ nghe nó nhẹ đau có người cảm giác như là nó liếm một cái vật nặng ngàn cân trên vai ra không nó nhẹ thôi lúc mà thì bấm đau đó nó nhẹ trên này thì đó như tôi diễn tả đó thấy như vậy đó ha mà quý vị cứ tưởng tượng là khi ta ngồi chiếc già đó phải không ta ngồi chiếc già vậy thôi này phải không cái này xuống không nổi nè nó chơi nó cứ làm bánh rế và cái rế nấu cơm ở Việt Nam nó cứ chơi lên chơi vài chú không được thấy như vậy mà cái cẳng chân của mình đủ chuyện á ok rồi làm lại lần nữa ha lắng nghe lặng mới xuống núi được nha chỗ nào đau đau rồi vừa đau vừa nghe cái dây nhẹ không rồi bây giờ kéo ra đây giống vậy nè nhẹ cũng tám triệu
Đúng vậy. Nè, bẻ ra ha. Không thấy đau là bỏ, đừng có bám 7-8 cái. Đau. Đau phải không? Không có nhiều. Đau nhiều thì đau đó. Đau nhiều phải không? Đau nhiều phải không? Đau. Là Phật. Ôi da, đau dữ. Nghe thử đi. Vậy là ngón chân cái cạnh nó đỏ, tức là ngón chân cái thì cái vùng má cá của chân má ngồi đó. Nhẹ lắm phải không? Dạ. Đó. Hình như nãy giờ quý vị thấy rằng có cái đường y nào mà nó dậy lẹ vậy không? Đau dữ vậy thầy. Cho nên cái bởi vậy cho nên càng làm cái này đó, càng tiến bộ về Phật Pháp, con dám bảo đảm. Cái ý nó khởi đi trước. Cái ý nó ra tập trung, nó liên kết rồi, nó đi, nó phóng cái lực đi rất là nhanh. Không có cái thuốc nào qua cái thuốc này hết. Tôi dám nói là vậy, mà không có tốn thuốc các bạn hết đâu. Chỉ có cái nhận thức ra cái điểm đau, chà vô đó là tự ý nó chuyển thôi. Rồi bây giờ chân bên đây ha. Cũng vậy nè. Không đau. Đúng không? Thì tại đau của bên kia thôi. Ừ. Nè. Thấy không? Đó. Để chứng tỏ cho quý vị thấy rằng mình có gượng ép. Mình không có bắt buộc người ta phải tin mình, mà tự người ta lấy con ai người ta nhận ra chuyện đó. Cái kết quả nó mới lớn. Còn nếu không mình không có đóng cái gì cái khách quan này á, mình cứ nói trời ơi cái ổng làm gì rồi, ổng chú nguyện gì trong đó chứ làm gì có chuyện lẹ vậy, đúng không? Không thiệt có người nói vậy đó. Đây nè, gài chút thấy không, gài nó đẹp không nè, nè đó, nó rộng cái diện tích lên mình vuốt vô nó đã lắm. Đau mới là thuốc. Bởi vậy cho nên trên thế gian này theo luật nhân quả không có cái gì mà không trả giá hết. Dầu vị mua một cọng rau sống mà có sâu gì cũng trả, nhất là một phần 10 sen à. Đúng không? Thì chúng ta trả cái giá của đau này đâu có nghĩa gì đâu. Nó giúp mình lẹ ghê lắm mà tại sao mình không làm? Đừng sợ, cứ từ từ nó quá. Mà hôm nay đang là bệnh nhân, ngày mai có duyên tới gặp bà xui ông thua biết làm thầy không hay. Chị ngồi xuống đây em kéo chị mấy cái là chị phê liền. Nó là như vậy mà. Xem chưa? Rồi. Xuống núi. Chị ngồi vậy đau hay sao? Không, ngồi lúc đau thì nhiều khi đứng dậy đi đó. Thì đi đi, là tôi muốn biết nó đau thế nào tôi chữa. Làm nhớ đi nha, đừng có say mê quá rồi thằng tay nó ngồi trước mặt mình mà nắm mà kéo nó quýnh ra. Rồi chỗ nào đó, rồi kế, rồi ngồi trước, ngồi trước. Bây giờ đau mông không? Hồi nãy là chữa như gót chân thử ha. Ok, chữa thử. Làm một chân thôi, lật ngửa ra. Giờ ngó nè nha, ngó nha. Nếu ta lấy này làm đầu thì cái này nó là cái hộp đầu phải không? Cái này gáy phải không? Cái này ngực phải không? Cái này bụng phải không? Cúi xuống như này nó là mông. Thấy không? Mông. Mà nếu mình lấy ngược lại trước ra sau á, từ đằng trước biết là đằng sau gì, thì này là cái đầu, cái này là cái gáy, cái này là cái vai, cái này là cột sống, cái này là xương cùng. Đúng không? Giờ thử nè, nắp này lên. Mình vuốt theo cái ranh này nha. Không thấy đau. Cũng không thấy đau phải không? Đau đó rồi, đau đó, đau cái đó nhỉ? Dạ, thấy chưa? Đau chỗ này. Rồi, từ từ đi cho em làm, đừng có cho người ta sợ. À, không đau phải không? Thì như vậy cái tiết đoạn vị đau cái thần kinh ở mông, nhưng mà thật sự nó đau cái thần kinh ở phía trên chỗ ngàn L5 á, đến chỗ này nè ha. Ai da, ui, ai da, rồi thử đi. Không đau, không đau, không phải đau, không phải đau. Đúng rồi, không phải đau, không phải đau. Nghe không? Đó là một kêu là mình kéo đau, đau ở trên nha, đau trên, mình chữa dưới phải không? Giờ đau dưới mình chỉnh trên nè, đưa tay lên trời,
đưa thẳng lên. Đưa thẳng lên nha. Rồi, đưa đây cho tôi đứng bên đây chút xíu. Bây giờ mình lấy nè, mình lấy cái thế nè. Nếu bàn chân, nếu bàn chân là bàn tay thì cổ tay là cổ chân, cẳng chân là cẳng tay, đầu gối là cùi giỏ, bắp đùi là bắp tay, xương đùi là xương bả vai, đúng không? Đúng. Bây giờ mình thử nha. Thử. Nách đây nè, chỗ này đè vô có cái lỗ. Cái lỗ này nha, nhàn vô nha. Thử ra đau không? Ui. Nè, đè cái bên này, cái cục xương này. Không thấy đau phải không? Mà chỗ cái lỗ này chịu không nổi. Đè qua lỗ này chịu không nổi nè, ha. Rồi, tiếp tục tay này đưa lên. Giống vậy này nha. Không thấy đau phải không? Cũng đau mà không có nhiều. Đó, không có nhiều. Thầy nghe mông bên này đau nhiều, nhớ lên. Tầm lại nè. Thấy chưa? Bàn tay là bàn chân, cẳng tay là cẳng chân. Cứ theo cái lý tâm tài này đừng có hỏi, nó không giống tâm tâm. Khi cái này là cái kia, khi bàn tay là bàn chân, cẳng tay là cẳng chân, cùi chỏ là đầu gối, thì bắp tay là bắp chân. Dưới cái chỗ bắp chân thì nó gắn liền vô với mông, thì dưới là xương mông, trên là xương vai. Như vậy là đau mông chữa vai, thấy không? Thử cái khớp nè. Khớp nè ha. Không khơi không lấy tiền. Ha, ha. Cho nên rồi bây giờ đi thử, đứng lên đi thử. Sau khi làm xong. Được đúng không? Được đúng không? Được đúng không? Tôi khi càng nghĩ nói đặng lắm là tôi mừng rồi. Ok. Nam Kỳ cho tôi vậy đó. À.